Nó bị kiến đốt rồi anh em. Nó bị kiến đốt ở chân mà. Anh em nhìn thấy không? Nó bị kiến đốt anh ạ. Để thả. Đang bị kiến đốt anh ạ. Sắp chết rồi. Chết luôn này nha. Chết luôn rồi. Ok anh em, bây giờ sau khi con kiến này tôi sẽ bật lửa nhé. Sẽ đốt anh em nhé. Xem phản ứng như nào nhé. Ôi, chạy toán loạn anh em ạ. Kiến chạy toán loạn này. Thì nó ổn định nhé. Từ nó bu nhiều nữa. Cho ổn định nó đốt được nhé. Chết hết rồi anh em. Thì nó cắn cái con thú cưng của tôi anh em. Bây giờ tôi trừng phạt. Đứt con dây anh em. Con rùa ở đây anh em.
rồi thì ăn nó một bên cánh anh em ạ. À. Em nhìn thấy không? Ăn nó một bên cánh anh em nhé. À không ạ. À. Nhìn này đốt nó sum này. Cứ để nó rồi đây, xem nó ăn nó không nhé.